Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm nay 14 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành công bố bản án sơ thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Đây là vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm do tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 cán bộ công an hy sinh. Sau đây là ghi nhận của truyền hình Công an Nhân dân. Thay mặt hội đồng xét xử, chủ tọa Trương Việt Toàn đã tóm tắt diễn biến vụ án, thông báo lại đề nghị mức án của đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố, tổng hợp các quan điểm bào chữa của các luật sư bào chữa cho các bị cáo và các bị hại, thông báo bản nhận định của hội đồng xét xử, trong đó tóm tắt quá trình phạm tội của từng bị cáo, cũng như nhận định tính chất, mức độ hành vi và hậu quả gây ra của từng bị cáo, nêu rõ các căn cứ để hội đồng xét xử không chấp nhận các quan điểm, ý kiến bào chữa của các luật sư bào chữa cho các bị cáo. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã chính thức tuyên án. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Lê Đình Công và bị cáo Lê Đình Chức hình phạt tử hình. Bị cáo Lê Đình Doanh bị tuyên phạt chung thân. 14 bị cáo bị phạt tù từ 3 đến 13 năm tù. 12 bị cáo bị phạt từ 15 tháng đến 3 năm tù cho hưởng án treo. Về trách nhiệm dân sự, các gia đình bị hại đều yêu cầu các bị cáo bồi thường theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử thấy nhóm bị cáo Công, Chức, Tuyển, Doanh, Hiểu, Tiến đều gây ra cái chết của 3 nạn nhân nên phải liên đới bồi thường cho gia đình 3 liệt sĩ.